Lần đầu tiên xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Mr. K. Thì ngày hôm nay thầy sẽ cùng với tất cả các bạn chúng ta sẽ đi về cái phần thực hành thực chiến với lại PowerPoint bằng một cái kỹ thuật tiếp theo, một cái phần rất là đơn giản, rất là thú vị. Có thể nó sẽ hữu ích trong cái việc mà chúng ta có thể là tạo cái PowerPoint mà nó mang tính chất tương đối là hấp dẫn, cuốn hút cái người xem. Một trong những cái phần ngày hôm nay đó chính là làm sao để chúng ta tạo được cái hiệu ứng cái chữ viết tay ha. Thì cái phần này nó rất là đơn giản, thầy sẽ hướng dẫn các bạn. Thì việc đầu tiên chúng ta cần chuẩn bị đó chính là chúng ta sẽ có một cái hình ảnh, một cái tay ha, đang cầm một cái viết. Cái này các bạn rất là đơn giản, các bạn chỉ cần lên Google và search là handwriting thì nó sẽ có được cái hình ảnh này. Và các bạn nhớ bạn phải lựa chọn những cái hình ảnh nào bạn được tách nè rồi các bạn ha. Và chúng ta sẽ có một cái tiêu đề, có tiêu đề lớn ở đây. Ở tiêu đề ở đây tôi sẽ sử dụng để bạn ha. Đây tôi sẽ sử dụng chữ bao phôi đây. Chữ bao phôi các bạn ha. Và chữ bao phôi này xuất hiện. Và khi cái bàn tay xuất hiện ha, nó sẽ viết được chữ bao phôi theo cái gì? Theo cái handwriting. Handwriting các bạn ha, viết bằng tay thì nó sẽ như thế nào thì chúng ta sẽ cùng xem rồi đây bạn ha, đó sẽ viết như thế bạn ha, đó PowerPoint đó. Vậy thì chúng ta sẽ làm cái cách nào để chúng ta tạo được cái hiệu ứng này, thì trong video clip này thầy sẽ hướng dẫn các bạn cái cách thức đó. Rồi rất là đơn giản các bạn ha, việc đầu tiên chúng ta tạo một cái slide mới, kích vào chuột bạn ha, new slide. Rồi ở đây ha, thầy sẽ lấy cái hình đây đem về đây các bạn ha. Nhưng mà trước khi đây thì thầy sẽ vào home ha. Thầy vào layout, thầy chọn để đập blank trống thôi. Rồi, thầy sẽ copy cái này về về đây. Control, Control V các bạn ha, Control V. Các bạn có thể crop nhỏ là cũng được, thầy crop lại cho nó nhỏ nhỏ bớt. Nó giữ khoảng trắng nhiều quá. Rồi, ok. Thầy cho bạn ha, ở đâu cũng được, đặt ở đâu cũng được. Rồi, bây giờ chúng ta chèn một cái văn bản vào, chèn một cái văn bản vào, ví dụ như là đây bạn ha, một cái văn bản vào, ví dụ như là một cái từ giống như trên là từ bao phôi rồi, thôi chúng ta làm lại từ đó luôn đi nha các bạn nha. Rồi mình sẽ viết qua bao phôi, rồi các bạn cho tăng lên, rồi tăng cái kích thước lên bạn ha, cho nó lớn lớn lên một tí. Chúng ta có thể thay đổi một số cái phông chữ sao cho nó nhìn giống cái chữ viết tay cũng được. Ở đây có phông chữ nào mà mình thích ha, ví dụ những cái phông chữ này đi ha. Các bạn không nhất thiết là phải là dùng giống phông chữ của thầy nha các bạn nha, các bạn làm phông chữ nào cũng được. Rồi bao phôi được chưa, chúng ta sẽ in đậm nó lên cho nó có độ bóng một tí nữa ha, nhìn cho nó độc đáo một tí, tăng lên kích thước một tí nữa đi. Rồi ở đây các bạn ha, ta cho vào giữa và thầy sẽ viết cái chữ bao phôi này, bao phôi này có màu đi cho đẹp đẹp đúng là đó, màu sắc bao phôi thì tụi là màu cam mà nha, cam đây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm gì, chúng ta sẽ sử dụng một cái hiệu ứng nào đó để chúng ta làm được cái chữ viết tay này. Chúng ta sẽ vào animation các bạn ha. Đầu tiên cái này là lấy cái gì đây, cái nó bị cái animation trên kia ha, thầy xóa cái animation đó đi, ở đây nha, chọn cái animation, xóa cái animation để bạn ha. Rồi đầu tiên chúng ta sẽ làm gì, chúng ta sẽ tạo hiệu ứng trên cái từ bao phôi này trước các bạn ha. Thì hiệu ứng ở đây thầy sẽ chọn là hiệu ứng fade, được chưa, là nó xuất hiện nhanh bạn ha, xuất hiện nhanh ở đây là 0.5 giây. Rồi thầy chỉnh effect option ha, mà thầy chỉ cho gì, thầy chỉ cho nó xuất hiện từng từ thôi. Đây animation test thầy chọn là bilayer, và cái delay của nó ha thầy chọn là 100%. Ok các bạn nhìn ha, nó sẽ ra từng từ từng từ từng từ từng từ từng từ để các bạn. Tại sao nó phải ra từng từ như vậy, tại vì nó ra từng từ như vậy thì mình mới viết ha, mình viết hết chữ này xong rồi nó mới qua chữ kia được chưa các bạn ha, viết chữ này xong mới qua chữ kia được chưa các bạn ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm gì, khi mà đã có cái hiệu ứng trên cái từ này rồi, bây giờ chúng ta sẽ tới cái hiệu ứng trên đâu, tới cái hiệu ứng trên cái bàn tay này, bắt đầu viết các bạn ha, viết chữ B thì chúng ta cũng vào animation
chúng ta add animation ha, ở đây cũng được hoặc là ở đây các bạn ha. Chúng ta sẽ chọn là custom path và nha, custom path một cái đường mà chúng ta sẽ vẽ mà đi theo ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái kỹ năng khéo léo bằng cách chúng ta làm gì? Chúng ta nhấn chuột và chúng ta vẽ, chúng ta đồ lên những cái nét để bạn ham, ví dụ đồ chỗ này chữ B. B xong rồi qua chữ gì các bạn? Chữ O ha. O W rồi tới chữ E các bạn ha, E. Rồi. Cái này là chưa đồ nha, thầy mới làm đơn giản cho bạn thấy thôi. Vôi nè. O ha. Rồi chữ Y, chữ N. Rồi chữ T. Được các bạn ha. Rồi mình nhấn cái là xong. Rồi bây giờ bắt đầu vẽ nha bạn ha. Bắt đầu bằng chữ B nè. Để từ từ nha, vẽ cẩn thận. Rồi mình sẽ kết thúc ở đây bạn ha. Mình nhấn chuột cái nữa. Mình nhấn chuột bạn ha. Rồi, được chưa bạn ha? Chúng ta xem sơ nét coi nó chạy như thế nào bạn ha. Nó chạy rất là nhanh. Nhưng mà nó chưa có đúng cái vị trí, chúng ta có thể chỉnh cái này các bạn ha, kéo này nó sát vô một tí à. Kéo vô thử nha bạn ha, chạy thử ha. Vẫn chưa sát đúng cái đầu chữ B bạn ha, kéo vào khi nào cho nó đúng bằng đầu của đầu chữ B là được. Và đây chúng ta chỉnh thời gian cho nó bằng thời gian đây bạn ha. Thời gian trên đây là tổng thời gian, đây là mấy chữ à? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 ha. 10 là cái này nó sẽ 0,5, 0,5 giây một cái gì? Một từ thì 10 là 5 giây các bạn ha, tổng thời gian là 5 giây. Được chưa các bạn ha? 5 giây. Rồi chúng ta chạy lại đây coi. Nó nằm ở dưới bạn ha, chúng ta sẽ kéo lên trên một tí. Rồi, thử lại các bạn nha. Đó, nó cũng gần gần chính xác rồi đó, được chưa? Rồi. Chúng ta kéo này sẽ xuống một tí đi, cái tay nó còn giữ là trên đây bạn ha. Rồi. Xem lại các bạn ha. Rồi, sau đó chúng ta sẽ chỉnh cái gì các bạn? Chỉnh cái effect option của cái picture 2 này ha. Chúng ta sẽ cho này nó smooth về không nè, smooth start và smooth end về không. Timing ha các bạn ha. Timing thì mình để bình thường rồi, ok. Thấy à, từ từ. Đó. Được chưa bạn ha? Rồi, bây giờ mình sẽ làm cái động thái nữa. Mình sẽ cho nó về đây bạn. With previous. Đây bạn ha, with previous. Có nghĩa là nó đi cùng thời, đồng, đồng cùng lúc ha, cùng lúc đi chung với nhau. Và chúng ta sẽ cùng xem hai cái hiệu ứng chạy như thế nào bạn nha. Rồi, cái này nó phải lệch qua bên đây một tí các bạn ha. Lệch qua một tí.
Nhớ bạn chọn cả hai các bạn ha, để chúng ta chạy. Rồi, được chưa? Đó là chúng ta đã thực hiện xong được cái phần gì? Cái phần tạo cái chữ. Tạo cái chữ gì bạn? Tạo chữ viết tay. À, thấy không? Rồi bây giờ chúng ta xem rồi nha. Chiêm ngưỡng là tác phẩm của chúng ta. Bao quơ. Thôi. Các bạn ha. Này nó phải cần phải qua đây một tí xíu nữa. Rồi, đó chính là cái cách thức rất là đơn giản ha. Chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta tạo được cái chữ viết tay bằng cách là gì? Bằng cách chúng ta sử dụng hai cái hiệu ứng, một cái hiệu ứng để xuất hiện như bạn xuất hiện cái dòng chữ bao vôi này, xuất hiện từng cái ký tự các bạn ha, từng cái ký tự. Rồi, cái này thì nó vẽ từng cái ký tự các bạn ha. Rồi, sau đó chúng ta sẽ tạo như bạn tạo hiệu ứng là path motion path, là loại là custom path, chúng ta sẽ đồ lên bạn ha, chúng ta sẽ vẽ lên cái gì? Cái đường đi chúng ta tạo cái đường đi thành cái chữ bao khôi đó, được chưa? Để chúng ta có được cái chữ viết tay. Rồi chúng ta xem lại một lần cuối cùng cái tác phẩm của chúng ta, được chưa bạn ha? Thì đây là cái một cái phần rất là đơn giản và chúng ta có thể áp dụng nó để chúng ta làm cho cái bài trình bày của chúng ta nó sẽ thú vị và nó sẽ hấp dẫn hơn. Và tùy vào chúng ta gì ạ, chúng ta thực hành nhiều thì chúng ta sẽ căn chỉnh cái khoảng thời gian, tức là chúng ta sẽ vẽ cái đường nó sẽ đẹp hơn. Rồi thân ái chào tạm biệt tất cả các bạn, và hy vọng qua video clip này các bạn sẽ cảm nhận được cái PowerPoint của mình nó là một cái gì đó nó rất là thú vị và nó sẽ giúp mình được rất là nhiều thứ trong cái phần chúng ta muốn tạo ấn tượng cho cái khán thính giả của chúng ta. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Nếu thấy hay các bạn hãy subscribe để chúng ta theo dõi thêm những video clip tiếp theo về phần thực chiến của PowerPoint.